con gà gáy le té sáng rồi ai ơi. Dậy đi đừng ngủ nữa, ngủ nữa mà ai ơi. Trời ơi, khò nè, tôi cho mà nằm xuống đất luôn nè. Trời ơi trời. Sam ơi là Sam, con gái con lứa gì đâu mà ngủ như một con heo. Cái gì vậy? Ủa, bà không nhận ra tôi vậy? Tôi chính là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đây. Cái gì? Ông là Phong Cận hả? À? Ừ, tôi nè. Phong Cận đâu mà cô vẫy, cô măng gì cánh bướm mà tắt tay gì kỳ cục vậy? Trời ơi, bà nhìn tôi mặc bộ đồ thế này bà không nhận ra sao? Dạo này tôi hơi bị hot trên TikTok luôn nha, bà biết tôi là ai không? Ai mà biết được? Không, tôi chính là, tôi chính là phép thực Queen It Enchanted. Đó. Cái gì? Không? Phép thuật Queen Enchanted hả? Đúng rồi, phép thuật Queen Enchanted. Thấy hả? Tôi là cô tiên nè, ghê không? Đấy. Ủa mà bà nhìn là thấy bà đang ngủ ở chỗ nào không? Nhà tôi. Ủa. Ủa cái nhà. Ủa. Ủa. Ủa nhà. Ủa cái nhà tôi đâu rồi? Đây. Tôi đã sử dụng phép thuật của tôi và làm biến mất cái nhà rồi, ghê chưa? Ừ đó coi. Ông ăn gì ông ngu dữ vậy Phong? Trời đất ơi, tự nhiên có phép thuật biến đồ ăn ông ra đây biến mất ngôi nhà giờ ở đâu? Trời đất ơi, tôi khổ quá bà. Trời. Cái bà này không biết gì hết trơn á. Người ta thường bảo rằng á là có phép thuật á thì cũng có gọi là cô tiên giỏi, học sinh giỏi, cũng có cô tiên học sinh yếu chứ. Tôi là biến thành cô tiên nhưng mà tôi không biết cách dùng phép thuật. Tôi lỡ tay tôi hồ biến cái xong nó mất tiêu cân cái ngôi nhà luôn. Nhưng không sao. Trời đất ơi. Bà muốn có lại ngôi nhà rất là đơn giản thôi, bà chỉ cần đi theo tôi chúng ta sẽ có lại được ngôi nhà. Được không? Hay không biết tầm bay tầm bà nữa. Trời ơi, yên tâm coi tôi nè. Hả? Phép thuật Queen Enchanted hồ biến chiêu đó, ghê chưa, ghê chưa? Sam mà nhìn xung quanh đi, mà thấy chỗ này là chỗ nào không? Trời ơi, nhìn lát lo chứ thôi, nhà mình ông nội. Em trời ơi, trời ơi, đây là nhà của mình á, nhưng mà nhà của mình á, bây giờ bà muốn lấy lại được ngôi nhà là bà phải vượt qua được thử thách gọi là để bà mới có được cái ngôi nhà, hiểu không? Trời ơi, bây giờ ông làm mất ngôi nhà của tôi xong bây giờ ông bắt tôi làm thử thách luôn hả? Cái gì kỳ cục dữ vậy? Đúng rồi, thôi đừng nói nhiều nữa, đi theo tôi để tôi chỉ cho cách có được ngôi nhà nè. Đây, lưu điểm hồi sinh đi. Làm sao? Giờ làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bay lên đây, mà thấy không? Tôi có cánh tôi bay được luôn nè, ghê không? Ở trời, tôi mới bay đồng nội. Làm ghê. Ok, sau khi bay lên đây rồi, bây giờ bà nhìn xung quanh đây đi, bà thấy xung quanh này có gì không? Ui, sao lạ vậy? Ui. Cái nhà của mình nằm ở bên kia kìa, bây giờ bà muốn có lại được ngôi nhà bà phải bắt cua qua đó. Coi tôi nè, eo đó, tôi đi được trên không nè, ghê không? Đó. Tôi có phép thuật tôi đi được trên không nè, ghê không? Cái tôi cũng đi được nè. Là sao? Ờ, tôi giỡn xíu thôi mà. Đây à, coi tôi nè, bây giờ bà lưu điểm hồi sinh nè. Sau đầu bà hãy bà bắt cua, bà phải bắt cua, bà vượt qua thử thách thì bà mới có lại được ngôi nhà, hiểu không? Cái này à, tôi đang tạo thử thách cho bà. Tại vì trên cuộc đời này, muốn ăn thì phải có làm, không làm mà đòi ăn, chỉ có ăn mứt, ăn đầu của con bò, hiểu không? Trời ơi, té luôn. Khó dữ vậy? Trời đất ơi, nhà tôi bây giờ tôi phải lấy lại nhà của tôi do ông làm mất hả? Sao nghe nó buồn dữ vậy? Trời ơi, té nữa rồi, Sammy kém vậy Sam. Trời ơi, trời, như vậy là tôi sẽ không có thể nào lấy được ngôi nhà cho bà lại rồi, bà phải... Tôi sẽ cố gắng được chứ. Rồi hồi sinh đi. Rồi ok, bây giờ rồi. Tiếp theo nè. Bên đây là có hai level nè, level dễ và level khó. Thì thôi tôi sẽ chỉ cho bà đi đường dễ đi, chứ bà đi đường khó chắc sáng mai bà mới tới nơi quá. Ok, đâu bay lên đây. Ôi, phép thuật Queen Enchanted bay lên. Đó, ghê chưa, ghê chưa? Nghe quá. Ok rồi, xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt cua ở đây đó. Bây giờ mình phải vượt qua được 20 level thì mình mới đến được nhà của mình, Sam hiểu không Sam? Ủa mà ông là tiên đúng không? Ông là VIP Pro đúng không? Sao ông đi dễ không vậy? Tôi đi dễ, ông qua đi khó đây. Ủa? Trời ơi, vậy luôn hả? Được, giờ tôi đi đường khó cho bà coi nè. Tôi nhường đúng cho bà đi đường dễ á. Tôi đi đường khó cho bà coi luôn. Đây ông coi tôi mà. Rồi, làm coi. Bùm bùm đó, đi đường khó cũng mới hệt như đường dễ rồi, có gì đâu. Nhiều khi cái đường này nó còn đi nhanh thần đường bên đây á Sam. Công nhận. Ok. Rồi cái này mới khó này, cái này mới khó là tôi chắc chắn luôn á. Rồi cái này là bắt cua bám tường thôi chứ có gì đâu. Đơn giản. Anh Siro đã chỉ tôi rồi nhưng mà thôi tôi học không được cho nên tôi sẽ đi đường này. Trời ơi, nói cho cổ già bây giờ không làm được cái gì hết. Trời ơi, trời ơi, Sam mới là Sam. Trời ơi, cái bà này. Bà đẩy tôi rơi xuống dưới, bà thấy không? Trời ơi, Sam này thiệt. Đúng là gọi là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Tại sao ông chửi tôi ngu như bò hả? Tôi có chửi bà đâu, tôi đang nói ví dụ thôi. Ôi, rồi tôi qua rồi. Đấy, ghê chưa? Rồi ok, tiếp. Bây giờ sẽ nhảy qua đây. Cái gì vậy bao hướng dẫn tôi kiểu gì mà nhảy té lúc đầu tiên vậy? Trời ơi, tôi chỉ dạ, tôi đang hướng dẫn cho bà để bà thấy được khi mình té xuống dưới mình sẽ bị gì đó, bà thấy không? Té xuống dưới là chết luôn, phải không? Đấy. Tôi đang chỉ cho bà té xuống dưới sẽ bị gì mà.
Ok, ở yên tâm đi, bây giờ mình đã đến được level 10 rồi, còn 10 level nữa thôi là mình quay lại được căn nhà của mình rồi. Sám ơi, cố lên. Đấy. Cố lên, sao á? À quên, phép thuật chứ, phép thuật quên anh chi tiết. Đấy, kêu tôi là sao ta? À, bà tiên Rola. Bà tiên Rola là gì? Sao nghe xàm xí vậy? Đấy, nhảy qua đây. Đấy, trời ơi, sao có hiện cái bản gì khó chịu của ta? Cái ông chủ mát này, ông cứ bắt mình mua đồ của ổng hoài, tôi không kinh mua đâu. Kinh doanh dễ sợ. Kinh doanh dễ sợ. Dạo này mình để ý các bạn là mình chơi mấy con map nào á, nó cũng hiện lên là bạn muốn vượt qua được chỗ này bạn phải mua cái này mua cái kia. Hình như tôi mới thấy bà Sam té không? Đâu, tôi đang bay phải không? Tôi đang bay. Bay lên nhanh đi. Ok. Rồi bây giờ tôi được đến level 13 và tôi vượt qua luôn. Ôi, có bạn này xây nguyên cái chữ phong luôn nè. Wow. Bạn này là fan tôi chắc luôn, xây nguyên cái chữ phong luôn nè, thấy không? Ở đâu có thấy chữ nào tên là Sammy đâu. Ở trời, fan tôi. Chỉ là của ông fan tôi tới kẻ có gì đâu. Ha, tính ra là mình đúng mới không? Để ý á mọi người, là tính ra là gọi là nhà của Simmy là Kairon đến ở ké, còn nhà mình là Sam đến ở ké. Đó. Trời ơi, nhà của mình trong làng Hero Team, Sammy không có nhà. Đấy, ok. Trời ơi. Ê, hình như nhầm đường rồi, nhảy qua đây đúng Sammy. Ai? Rồi ok. Trời ơi. Đúng không? Đúng, qua đây. Rồi ok, rồi ok, qua đây. Ui, chỗ này có hình trái tim nè, ba trái tim luôn. Nhảy qua, đạp vô trái tim nè. Ok. Nhảy qua đây. Mình đã đến được level 16 rồi. Chút xíu chúng ta đến nhà cố anh Sam. Hey, mấy ôi, bạn ơi. Đang trời buồn ngủ quá Phong ơi. Cho tôi về nhà tôi ngủ cái khổ dễ sợ. Cố gắng lên một tí nữa về tới nhà, cố gắng lên. Đây, nhảy lên đây nè. Đấy, rồi vô. Level 17 rồi, 3 level nữa mình tìm được ngôi nhà của mình rồi Sam. Cố lên, cố lên. Rồi lưu lưu điểm hồi sinh, lưu điểm hồi sinh. Đấy, bây giờ tôi chạy qua luôn khỏi, tôi không thèm lưu điểm hồi sinh luôn. Rồi xong tôi té chết luôn. Ê, tôi thấy tôi ông ọt xuống cái ọt luôn á Phong, nhìn nó trơn trung luôn Phong. Tôi sẽ lưu điểm hồi sinh. Ok. Thì đặt không lưu điểm hồi sinh đồ. Đấy, rồi. Nói chung là mấy cái bắt cua này dễ ẹt, có cái gì đâu khó, không lưu điểm hồi sinh rồi. Tôi giờ tôi leo cho bà coi. Họ. Đừng có lưu, đừng có lưu. Rồi ok. Đó. Rồi, mà lưu điểm gì vậy? Hả? Ủa cái nhà ra cái nhà mình nè Phong ơi. Ui, nó bắn cát lên kìa Sam ơi, gì ghê đẹp quá vậy. Đẹp vậy. Wow, trời ơi, xịn dữ. Rồi về nhà mà được tung cát rồi luôn hả? Wow, đến nhà nè, đó, nhà của tôi nè bạn ơi. Trời ơi, mừng quá, có giường bên trong không? Không hiểu sao, tự nhiên tôi dùng phép thuật sao tôi biến cho ngôi nhà tôi ở dưới đất và nó bay lên trên trời luôn rồi bạn ơi. Cuối cùng mình cũng đã đến được nhà của mình rồi. Phép thuật Queen Enchantis. Phép thuật Queen Enchantis, hồ biến. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Trời đất ơi, cái gì mà ngủ mà lầm bầm gì? Phép thuật Queen Enchantis hay ghê vậy? Ủa? Cái gì ghê dữ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Sao hồi nãy mình nhớ là mình có bộ đồ của cô tiên phép thuật Queen Enchantis mà sao giờ mình biến thành skin bình thường rồi? Ơi, bà biết không? Hồi nãy tôi mới ngủ, tôi nằm mơ, tôi có phép thuật của gọi là phép thuật Queen Enchantis á, xong tôi biến mất ngôi nhà mà luôn, ghê không? Ôi trời, ông mơ biến thành cô tiên hả? Đúng rồi. Ủa mà tôi ra ngoài coi. Tôi ra ngoài tôi coi ngôi nhà của mình coi. Ủa ngôi nhà mình bình thường mà ta sao hồi nãy mình ngủ? Chắc là mình nằm mơ rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình nằm mơ mình thấy mình biến thành cô tiên, rồi mình còn có phép thuật mình làm biến mất ngôi nhà của mình. Rồi sau đó mình phải bắt cua đi để mình lại kiếm lại ngôi nhà nữa. Gì ghê quá ta, sợ đi. Sợ quá Sam ơi. Cái gì mà biến thành cô tiên? Ông là trai mà sao biến thành cô tiên? Ông mà biến thành ông phục chứ. À, ai biết đâu á, chắc là nằm mơ hay mà. Trời ghê quá, cái giấc mơ ghê quá trời đất luôn á trời. Trời ơi trời, chắc là do dạo này á các bạn, mình lướt TikTok nhiều quá xong mình thấy ở trên TikTok toàn là gì mà phép thuật Queen Enchantis gì đó, xong mình bị ám ảnh luôn các bạn ơi. Trời ơi trời. Mấy bạn nhớ là gọi là chơi TikTok á thì chơi ít ít thôi nha, đừng chơi nhiều quá xong bị ám ảnh giống mình đó các bạn. Ok. Thôi, mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh TikTok của mình nha mọi người. Còn bây giờ mình đi lướt TikTok tiếp đây để mình kiếm trend TikTok mình đăng thì mình làm video cho bạn coi tiếp. Trời trời còn lướt nữa hả ông nội? Đúng rồi. Phép thuật Queen Enchantis biến mất ngôi nhà. Rồi ghê quá. Biến mất Sammy. Biến mất Sammy luôn.